phần khác giữ kia. Và mọi điều đã xảy ra anh luôn cần. Các bạn ơi, hôm nay rảnh hang, hai đứa rảnh hang rủ nhau đi chụp hình. Đây, và chị tôi. Đây. Hello. Đây là Facebook của bà nè. Bà này nè. Đó đó. Đó đó. Đó. Rồi, hiểu chưa? Rồi. Nhìn chụp ảnh cho bà nè, để cảm cảm đây. Hello. Hello. Trời ơi. Để bụi hết trơn luôn. Hết bụi mẹ cái kem luôn rồi. Có gì bạn thấy tôi cái màu đẹp đúng không? Tôi quay bằng Instagram. Đây. Yeah, người đại diện như ngày hôm nay. Ê, hay là em chụp chung máy chị luôn rồi, chút nữa chị gửi qua cho em nhé. Ok. Này để quay. Có ý tưởng mới, bây giờ tôi sẽ đi lại đó ngắt cái hoa. Đây. Biết có thấy không, nhưng mà bây giờ đi nè. Ngắt cái hoa. Nhìn thôi chứ tôi rất là bánh bèo lắm trời. Bánh bèo. Nè, hoa quá trời nè. Hoa tôi nói được 10 nè mọi người. Hoa cúc trắng á mà tôi chỉnh màu cho nên là cái tay tôi màu hồng luôn nè, thấy không? Đó, thì ghê hơn. Đó, cho nên là cái hoa nó cũng đổi màu đó. Ok, giờ tôi sẽ ngồi đây tôi selfie nha. Ok. Mọi người thấy tối không? Cái màu nó kỳ đúng không? Dùng filter đó như vậy đó. Trời ơi. Ok. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem những thành quả mà tôi đã chụp nha. Just you thinking about you. Sẽ chẳng ai biết em muốn gì, nhưng mà em ấy thì happy. Bên cạnh em sắp bay đâu. Bà đứng bắt mạng ở đó cho nên là tôi sẽ tự chụp luôn. Ok. Đây. Đây nha mọi người. Sẽ để máy quay ở đây nè để tôi như là những cái ảnh mà tôi chụp sương sương. Ok, giờ tôi ra tôi coi bả đằng đó đó, bả đang làm gì nha. Ok. Bả đang nhìn tôi với ánh mắt rất là kinh ngạc các bác. Bả ngồi làm cái gì đó. Bả đang ngồi làm cái gì đó, mẹ đuổi tôi ra đi ngồi chụp hình mà bả đang ngồi làm cái gì đó. Bả ngồi gì đó, bả ngồi làm gì đó. Làm gì đó. Làm gì đó mọi người. Cái vlog hình như cái vlog thứ hai. Cái vlog đầu tiên là tôi ở nhà chống dịch một mình. Còn vlog thứ hai là tôi ở dưới quê ba tôi để tôi đi chụp ảnh với bé này. Bé cũng đi chụp ảnh cho đẻ, cái bé ngồi bé mình thoại. Có mình nhỏ bơi giờ mình đi bị tự kỷ. Đang chụp hình cái trai ngang qua kiểu bóng ai đó nhanh nhỉ. Ok. Giờ tôi sẽ đi tìm những cái gì đó để tôi chụp hình. Vậy thôi. Cho mọi người xem cái bầu trời nè. Trời ơi đẹp xíu chưa. Đẹp xỉu luôn. Như hoàng hôn mọi người. Nhà đẹp xỉu quá trời. Ok, bây giờ tôi sẽ đi thăm quan cho mọi người coi. Đây, nguyên cái đất này nè. Em lại suy nghĩ ra được là cái đất này mai mốt à, có thể là để lại cho mình xây nhà. Cái đất này nè. Nó muốn thoại miệt mài lắm. Nó ừ. Tôi đã suy nghĩ ra được một cái chỗ là để tôi chụp hình rồi. Ở ngoài đường. Ở ngoài đường mấy cái góc nhỏ nhỏ á, tôi chụp cái hẻm nhỏ nhỏ, tôi sẽ đi tìm những cái chỗ nào mà đẹp đẹp sẽ ở lại để chụp hình. Okay. Edit cái gì đó. Edit cái gì đó thì chưa biết. Ê, tôi cũng nhớ edit này các bạn cái gì nhớ làm các bạn Facebook với tôi nha. Bả nè, bả không có rảnh đâu, bả bận lắm, bả bận chơi. Xong một thời tụi bạn cũng edit gì xong rồi đó. Giờ tôi ra ngoài đường để tôi chụp hình nha. Cũng trong cái hẻm này thôi hả, không có ra ngoài đường. Ra ngoài đường giật chết mẹ điện thoại. Hiện tại nhà không có ai hết hết đúng không? Trời. Anh chọn đỏ không? Đó, cho tiếng đen nghe đây nè. Nó không có hứng. Hồi bữa đi ngang qua nó sủa trời luôn á. Của tôi đến đây là kết thúc rồi, bye bye nha.